Tham gia xây dựng cầu nông thôn, công việc này đã gắn bó với ông Phan Văn Năm hơn 10 năm qua. Xuất thân là nông dân, ông Năm thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của bà con khi lưu thông trên những con đường nông thôn xuống cấp. Từ đó, ông tình nguyện tham gia đi xây cầu, đường, từ thiện ở ấp, ở xã. Vài năm sau đó, ông tham gia vào công tác chữ thập đỏ của xã Long Thắng. Tinh thần thiện nguyện ấy càng có điều kiện phát huy và lan tỏa nhiều hơn. Chú Năm cũng rất là tốt, với tinh thần là tuổi cao, sức yếu mà chú Năm rất là năng động, siêng năng và vận động bà con làm công việc cầu đường để giúp đỡ cho quê hương. Với cái gương hạnh chú Năm thì làm cho tuổi trẻ chúng tôi cũng để học hỏi cho sau này mình làm như chú. Làm sao để bà con quê mình có cuộc sống tốt hơn, quê hương ngày thêm giàu đẹp hơn là những điều chưa bao giờ ngừng trăn trở với lão nông này. Góp công thôi chưa đủ, ông Năm suy nghĩ làm cách nào để vận động nguồn kinh phí xây dựng các công trình thiện nguyện. Nghĩ đến những cánh đồng lúa sau vụ thu hoạch cho vịt chạy đồng, ông Năm góp phần lúa của mình và vận động thêm người thân, hàng xóm xung quanh dành phần tiền thu được từ việc làm ấy để gây quỹ làm đường hay giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ông đã chủ động đến gõ cửa từng nhà để vận động trong suốt 3 năm qua. Khó khăn à? Có người nói đất này để tôi bán, tôi lấy tiền, nhưng mấy ông bán này kia rồi mình mới nói người ta. Bây giờ mấy ông lấy tiền này cũng được, nhưng mà cũng không có bao nhiêu. Thôi giờ để tôi bán rồi tôi tập trung vô cho nó nhiều, tôi đổ đá cho bà con đi, chứ cái này cũng là của chung không à. Giá để nhiều cái số đất đã ít mà đường đã dài. Thì nói thôi giờ chú đường dài quá thôi, chú tiếp thêm một khối đá hoặc 200-300 ngàn cũng được. Vậy đó thì người ta cũng cho. Những tấm giấy cảm tạ, giấy khen vinh danh về một quá trình làm cầu đường thiện nguyện. Thế nhưng, điều nhận lại với lão nông này không dừng lại có thế. Lạc quan hết lòng vì xã hội, ông Năm đã truyền ngọn lửa nhân ái từ trái tim nhiệt thành của mình đến với mọi người, dù chỉ đôi lần gặp gỡ, tiếp xúc với ông. Đằng sau lớp áo bình dị là một trái tim yêu đời, yêu người. Lão nông xứ Lai Vung đã ghi tên mình vào tâm trí của bà con nơi đây theo một cách cũng bình dị mà đầy thương yêu như thế.